Xin chào toàn thể các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại về được cái mẫu vang Nova. Đấy, và cũng rất là nhiều anh em có hỏi em rằng là em ơi, bên này mình có những cái dòng vang nó chất lượng nhưng mà hàng nước không? Đó, thật sự là kiếm những cái dòng vang hàng nước thì rất là khó, mà lại còn đòi là vang xịn nữa cơ. Đấy, bởi vì là nhiều anh em là trong cái tầm tiền thì nó không có quá nhiều để chúng ta có thể mua những cái dòng sản phẩm vang xịn hàng mới, đúng không? Đấy, thế thì ở đây thì em có những cái dòng vang hàng nước anh em nhé, hàng nước. Đấy, với những cái dòng vang này thì là những cái dòng mà được trang bị trong những cái phòng hát. Đấy, phòng hát, chỉ có phòng hát mới có dòng vang xịn thôi. Đấy, thì khi mà người ta không kinh doanh được người ta mới bán. Còn bình thường anh em người dân mua những dòng vang xịn về của bán đi chắc là không ai bán, đúng không? Đấy, thế thì đây là cái dòng vang Nova 9925 mã nhé. Và đây thì là có tên thông tin đầy đủ này, anh em nhìn thấy hàng nước thì nó sẽ bị này, ít nhiều nó vẫn bị nhé. Đấy, rồi thông tin này, vang số Nova 9925 mã này. Đấy, do công ty nhà nhập khẩu là công ty trách nhiệm âm thanh số nhập khẩu nhé, có địa chỉ Đồng Hoàng anh em nhé, có địa chỉ Đồng Hoàng. Đấy, và nguồn gốc sản xuất nó có hết này. Đấy, chiều dài, chiều rộng, kích thước là đầy đủ hết cho anh em nhé. Và đây là dòng chính hãng của Nova. Đấy, chính hãng Nova, và thiết kế qua thì chúng ta nhìn thấy nó khá là giống với những dòng AB 9900ii mã, đúng không ạ? Và em cũng đã test và so sánh hai dòng này với nhau rồi, để chất lượng thì không thua kém gì nhau cả. Đấy, và tuy là nước thôi, tuy là hàng nước thôi, nhưng cái giá của nó thì cũng phải nói là vẫn còn rất là chát. Đấy, con này bên em đang bán giá là 7.500.000 nhé, giá tại cửa hàng 7.500.000. Nó còn ngang với những cái dòng vang cao cấp mới bây giờ. Đấy, đúng không? Ví dụ như cái dòng DB đấy, hoặc là Siso thì hàng mới giờ nó con xịn nhất lắm nó cũng chỉ được tầm đấy tiền, đúng không? Thế thì nhưng cái dòng này đấy hàng nước thôi. Đấy, mà giá nó cũng rất là cao đó. Và các cái tính năng của sản phẩm này thì nó rất là tuyệt vời. Đấy, tính năng thì em lại quay mặt đằng sau nhé. Đấy, con này thì nó sẽ có rất là nhiều các cái đường tín hiệu ra này, nó có cổng súp center này, RBNB này, đấy, RSNS này, RN này. Đấy, khi mà các bác mua thì nếu như anh em đánh hai loa thì anh em này cắm cổng RN cho em. Đây có cổng súp, cổng center này. Đấy, đây là cổng surround này. Đấy, anh em có thể có kết nối nhé. Âm thanh của nó là hôm nay là âm thanh 7.1. Đấy, phục vụ anh em có thể xem phim hoặc là hát karaoke. Đấy, các bác có thể đặt các cái kênh, ví dụ kênh nghe nhạc này, kênh hát này, rồi kênh xem phim này, để chúng ta có những cái hiệu ứng âm thanh nó tốt nhất nhé. Đó, rồi bên này thì chúng ta sẽ có đường hoa sen kết nối đường vào này. Đây là cổng breakout này, cổng chúng ta có thể thu âm nhé, cổng quang này, cổng đồng trục này. Và hay hơn nữa là gain của cái đường mic này 1, 2, 3 thì mỗi một đường nó đều có một cái đường gain riêng để chúng ta có thể giới hạn bằng tay nhé, để chúng ta có thể giới hạn bằng tay. Đó, và đây là cái anten Bluetooth để các bạn anh em có thể kết nối nghe nhạc qua điện thoại này. Bên này nó sẽ là anten Wi-Fi. Anten Wi-Fi này để chúng ta kết nối từ máy tính để có thể là setup nhạc không dây nhé. Đó, dưới đây nó có hệ thống mạng LAN này để chúng ta cài đặt cùng một hệ thống, một dàn thiết bị âm thanh với nhau. Đấy, tuy nhiên chỉ có đồng bộ trên những cái dòng cao cấp được thôi. Đấy, thì là chúng ta sẽ kết nối qua mạng LAN và chúng ta sẽ điều khiển đồng bộ với nhau. Đó, rồi đây là chúng ta sẽ có nguồn, và nguồn này thì là nguồn auto volt, chạy từ 100 cho đến 240V anh em nhé. Đấy, rất là tuyệt vời. Và cái điểm đặc biệt nhất thì con này thì nó sẽ có một cái màn hình cảm ứng ở đây. Đấy, và em sẽ cắm lên dàn âm thanh để giới thiệu nó chi tiết hơn về cái màn hình này nhé. Vâng, đây thì em đã cắm kết nối nguồn điện tới con vang này rồi này. Đấy, nó rất là hay, nó tiện cho anh em nhé. Ví dụ như là các bác mà không biết chỉnh đi, không biết chỉnh máy tính này, đúng không ạ? Đấy, và anh em thuê thợ về, setup, người ta setup xong rồi. Đấy, và sau khi setup xong, đấy, anh em dùng một thời gian mà các bác muốn tăng giảm thêm, đấy, thì chúng ta đều có thể tăng giảm được rất là dễ. Cái dòng vang số này chỉnh tay dễ nhất trong các loại vang số. Đấy, thì ở đây thì các bác thấy không, đầu tiên là music này, phần music này anh em có thể tăng giảm âm lượng này, phần music, phần mic và phần effect cũng thế. Anh em muốn tăng giảm thì các bác cứ bấm vào đâu thì chúng ta sẽ tăng giảm ở đó. Tiếp theo một cái điều rất là hay ở đây thì em sẽ đọc từng phần cho anh em một nhé, để các bác nhìn các anh em nhìn nó dễ hơn này. Đầu tiên là phần setting này. Đấy, setting ở đây thì chúng ta sẽ có giới hạn, đấy, giới hạn âm lượng. Đó, các bác có thể đặt ở đây. Và cái nút Start by Mode này là cái tính năng mà anh em nên bật khi mà anh em dùng quản lý nguồn. Đấy, tắt bật nó sẽ tự tắt bật cho anh em, chúng ta không cần phải ấn nút tắt bật ở đây nhé. Đấy, nó rất là hay đúng không ạ? Đấy, và cảm ứng các bác thấy không, cái cảm ứng của con này nó cảm giác nó rất là nhạy. Đấy, cảm ứng rất là nhạy luôn nhá. Đó là cái phần setting. Phần effect đây là chúng ta sẽ chỉnh các cái thông số của effect. Đấy, thông số của effect thì sẽ làm cho chúng ta là có cái thông số để cảm nhận cái hiệu ứng echo effect nó tốt hơn. Thì ở đây các bác có thể thấy là tất cả các thông số nó sẽ hiện hết ở trên này. Đó, nó hiện hết ở trên này cho anh em nhé. Bên này là echo này. Đó, và anh em chỉnh echo xong các bác có thể bấm sang reverse. Đấy, bên này là hệ thống reverse này. Đó, rất là tuyệt vời đúng không? Đấy, rất là tuyệt vời và cảm ứng nó rất là nhạy nhá. Thì đó là phần effect, và phần music thì chúng ta có thể tăng giảm bass trung chép được nhé. Các bác có thể bấm vào và kéo lên kéo xuống đều được hết nhé. Đấy, em bấm vào hoặc là em có thể vặn lên vặn xuống này. Đó, thì đây là chúng ta có thể chỉnh được bass trung chép ở phần nhạc. Đó, đây là cái dòng vang mà em nói rằng là chỉnh tay dễ nhất trong các loại vang số. Và phần mic tương tự các bác cũng làm tương tự như vậy. Đấy, nó sẽ chia ra là mic A, mic B, mic 1 là mic 2 này. Đó, thế em có thể chỉnh riêng biệt cho em nhé, chỉnh được riêng biệt luôn. Đó, đấy là về cái tính năng. Rồi, tiếp theo là về các cái đường cổng ra loa. Ở phía sau nó sẽ có đường center này, đường sub này, MNMR, SNSR. Đấy, RSN và RSR. Đấy, thì chúng ta có thể là chỉnh hiệu ứng. Ví dụ như là chúng ta vào center thì chúng ta cũng sẽ chỉnh được như là gain này, music này, mic, reverse, echo. Đó, chúng ta sẽ can thiệp từng kênh. Đấy, ví dụ như là các bác cắm vào cổng MNMR đó thì chúng ta cũng sẽ chỉnh là bass chép của cái kênh này và chỉnh được reverse và echo cho cái kênh MR. Đó, thì chúng ta có thể điều chỉnh, và tất cả các cổng này thì nó đa số giống nhau. Có cái cổng sub này thì chúng ta sẽ chỉnh là ví dụ như sub thì em không muốn cho cái tiếng mic nó qua thì chúng ta sẽ cho hết mic, tiếng mic nó xuống, không cho ra sub nữa. Đấy, và đây thì chúng ta sẽ chỉnh được music to nhỏ, tức là cái sub to và sub nhỏ đi được thôi nhé. Đó, và tiếp theo về cái đường tín hiệu vào thì chúng ta cũng sẽ chọn. Đấy, các bác thấy không, VOD, DVD, auto này. Ví dụ các bác chọn auto thì các bác bật kết nối nguồn nào thì nó cũng sẽ tự động nó nhận cái nguồn đó nhé. Đấy, và chống hú ở đây các bác có thể chọn chống hú từ 1 cho đến 4 chương trình chống hú nhé. Nó có 4 chương trình chống hú. Và đây là cái mode này. Ví dụ như là KTV là karaoke này. Đấy, movie là để xem phim này. Đấy, TV là chúng ta có thể là để xem TV, hoặc là CD là chúng ta có thể nghe nhạc này. Đấy là các cái chế độ nhá. Rồi game ở đây là chúng ta có thể là ví dụ như anh em mà chơi game mà muốn hệ hưởng âm thanh nó sống động thì chúng ta có thể đặt được luôn. Đó, rất là hay đúng không? Còn nghe nhạc này, bolero này. Đó, rất là nhiều thể loại nhé. Thì ở đây em nói rằng là con vang này nó quá là tiện cho anh em dùng, mà chất nhạc nó rất là tuyệt vời. Đấy, trong một cái tầm vang cũ mà chất lượng âm thanh của con này nó cho chúng ta cảm nhận cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đấy, rất là tuyệt. Đó, mà giá chỉ có 7.500.000 thôi. Anh em nào có nhu cầu mua sắm thì có thể liên hệ trực tiếp để được sở hữu những cái dòng vang Nova cao cấp tại Tuyên Vũ chúng em nhé. Và xin chào các bác.